Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Mosso 122 TV7, một dòng xe đạp khung nhôm được sử dụng bộ chuyển động Shimano Tiagra, và cái mức giá em đang bán tại cửa hàng chỉ là 7,9 triệu. Đó là một cái mức giá rất là hợp lý để cho các bác mà bước đầu mà tiếp cận đến xe đạp thể thao và muốn sử dụng một dòng xe đạp đua để đạp, thì đây là một cái lựa chọn rất là tốt. Đây là thương hiệu Mosso thì cũng rất là có tiếng ở trên thị trường xe đạp thể thao rồi. Và cái dòng này thì những cái dòng sản phẩm của Mosso thì luôn được sử dụng cái dòng nhôm là nhôm 7005. Nó là một loại nhôm rất là bền, rất là chịu được cái cường độ mạnh, và đặc biệt là đây là một cái loại nhôm siêu nhẹ. Thì các bác đạp thì nó rất là tốt. Thì lớp sơn tông màu trắng đỏ rất là thể thao và cực kỳ là trẻ trung, do là đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và được nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn nhìn tổng thể thì xe này còn giữ cái độ đẹp, nó cũng tương đối là tốt, từ những cái màu sắc rồi độ bóng nó lên ở trên khung ấy còn rất là đẹp. Được sử dụng bộ đè sau là bộ Shimano và gạt đĩa trước là Shimano Tiagra với 8 tầng lip và 2 tầng đĩa cho xe có 16 tốc độ khác nhau. Vi đông Fuji thương hiệu Nhật và được trang bị bộ tay lắc là Shimano, tay lắc Shimano. Cụm phanh 3 mảnh, phanh bánh 700C. Bản lốp là 700x23C các bác nhé. Càng trước cũng là nguyên zin theo xe này, cũng được sử dụng nhôm 7005. Vành của Alex Zim. DA16 đây. Giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size em đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50cm, từ khóa cọc yên tới tâm cổ phốt 53cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m67-68 đến 77-78 phù hợp. Của chuyển động Shimano 8 lít 2 đĩa 16 tốc độ khác nhau. Quay lên xuống rất là mượt mà, cực kỳ nhẹ nhàng. Thì chiếc xe đang được bán với mức giá là 7,9 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông, nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.